hé lộ thời gian biểu mùa dịch của LeBron James, ngủ sâu, thiền và TikTok. Câu chuyện ở nhà mùa dịch của các cầu thủ luôn rất đa dạng. Có người giam mình trong phòng cùng máy chơi game, thi thoảng lại ra tập luyện. Người khác lại tranh thủ duy trì thể trạng mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng cho sự trở lại của NBA trong vài tháng tới. Vậy còn với LeBron James, lịch trình mùa dịch của anh như thế nào? Chia sẻ trong một buổi video call thông qua Zoom với ký giả Mark Medina, ngôi sao hàng đầu NBA đã kể lại những gì anh làm trong ngày và trọng tâm mà anh hướng đến khi có khoảng nghỉ dài hiếm hoi ngay giữa mùa giải. Theo ký giả Mark Medina, để giữ bản thân tràn đầy cảm hứng trong chuỗi ngày nhàm chán, LeBron James luôn tuân theo quy trình nghiêm ngặt như sau. Buổi tối, anh đi ngủ cùng một phần mềm chuyên biệt để hỗ trợ về mặt âm thanh, thường mở các bài nhạc du dương hoặc những câu chuyện truyền cảm hứng. Sáng ngủ dậy, LeBron tìm đến những nguồn năng lượng tích cực nhất của mình, đó là con trai Bronny, Bryce và con gái Jury. Anh gọi đây là cách để bắt đầu một ngày mới đúng chuẩn. Sau bữa ăn sẽ là 2-3 buổi tập luyện nhỏ với giáo án đã được chuẩn bị sẵn. James luôn giữ sự năng động cho cơ thể theo nhiều cách khác nhau như tập tạ, cardio hay các bài tập để giữ thăng bằng. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên liên lạc với các đồng đội Los Angeles Lakers và tập luyện online với họ thông qua phần mềm Zoom. Quy trình đang được đội bóng áo vàng tím đưa ra nhằm giữ sự gắn kết giữa các cầu thủ. Nhưng cuối cùng, anh luôn kết thúc những buổi tập bằng 10 phút thiền và cả những bài tập thở nhằm đưa cơ thể về trạng thái ổn định. Đến chiều tối khi cả gia đình cùng quây quần, LeBron James luôn dành thời gian cho vợ Savannah và ba người con ở bàn ăn hay trong phòng khách. Đây cũng là thời điểm cả nhà họ James thường quẩy TikTok cùng nhau để đăng tải lên mạng xã hội. Quy trình này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày và nó giúp LeBron James luôn ở trạng thái tốt nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. LeBron chia sẻ, được ở đây 24/7 cùng gia đình là một đặc ân mà tôi đang có. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn về khoảng thời gian này. Nó cực kỳ có ích vì bạn biết đấy, thời gian sẽ chẳng chờ ai cả. Dù tôi đang cực kỳ nhớ bóng rổ, nhưng tôi hạnh phúc khi được ở bên vợ và các con. Trong lúc ai cũng đương đầu với khó khăn cùng những thử thách của riêng họ, việc giữ được tinh thần tích cực và biết ơn về những gì mà mình đang có chính là cách tốt nhất để vượt qua tình huống hiện tại. Rõ ràng, ai cũng nhớ bóng rổ, nhưng như LeBron James nói, cơ hội để có khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình như thế này là cực kỳ hiếm. Như một mùa giải bình thường, thật khó để James được chơi đùa cùng các con nhiều như 4 tuần vừa qua. Cố gắng giữ sự tích cực cũng là cách toàn bộ NBA đang làm trong thời điểm mùa giải bị tạm hoãn. Với LeBron James, anh cần có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để ngay khi mùa giải trở lại, anh sẽ cùng Los Angeles Lakers chinh phục vòng playoff và nếu có thể, cố gắng đoạt chức vô địch NBA.